Hello bà cô chú. Hello bà cô chú. Hello bà cô chú. Đây, bây giờ cả nhà mình tiếp tục đi chơi đây, nhưng mà trước khi đi bữa nay mình đi ra hơi trễ. Nên là bây giờ mình sẽ đi ăn trưa trước. Có một cái quán ăn trưa mà Ngọc được giới thiệu là quán ăn năm 19 hồi đó. Bây giờ đi lại đây ăn, ăn cho no cái bụng xong mình đi chơi hết nguyên một ngày hôm nay luôn. Ở đây tới chỗ ăn nè, tiệm cơm 19 hồi đó nè. Hay có gì đây, cánh gà chiên xoài hả? Cái chiên xoài su cà. À, dạ. Ôi, nhìn ở ngoài còn xinh gái vậy hả? Rồi, em coi mà, ủa cháu có về không chị? Đầy đủ đó, cháu nước sôi kìa. Ôi, ôi chị. 8 người, 6 người lớn, 2 người trẻ nhỏ. À, đi lại đó con coi hả? Ôi trời ơi, kiểu tuổi thơ đó hả? Đó, kiểu tuổi thơ có cái hộp kẹo này nè, nhớ không? Mẹ không thích cái này nè. Chút nữa mày ra mày mua cho anh lóc, ok chưa? Ăn xong mới được mua, đi. Rồi, cảm ơn em. Này đúng 19 hồi đó luôn nè. cơm ngày xưa, cơm máu mình dân thôi, y như là giống như là diệt trừ các bạn nhỏ nào không TV trên TV cái nào ra mới coi hết. Cũng mong là hợp khẩu vị mấy anh chị. Nói chung là anh có gì ấy giúp đỡ ý kiến nhé. Để em vô làm cơm đó. Cảm ơn em. Dạ. My mom and dad. Cái này á là cái gì đó? Hôm nãy nó đổi menu mỗi ngày hả? À, 7 ngày là không có đụng nhau. Không có mà tính là 55.000 cho một người. Mà một cái phần đồ ăn mình có 5-6-7 món gì đó, còn muốn kêu thêm gì kêu. Chứ không phải là mình dùng kêu tá lại nữa. Vậy cũng đỡ thì mỗi cái đầu mình cũng giống mỗi đỡ. Giống như là mình ăn cơm phần đó là hả? Đó, cơm bưng ra nè cả nhà, cơm thố. Nguyên hai thố cơm. Đây là sung sung xào. Rồi, cái đó là mớ cơm. Cái này là cơm này nè. Hai thố cơm nóng luôn. Wow. Cá nục nè mẹ. À. Mỗi bàn hai dĩa nè. Nước sôi. Trời ơi, bưng con bưng cái này ra tùng canh mùng tơi hả? Quá trời cặp ơi, cả nhà mình thấy cào phóng ấn cơm mà. Bóng đêm nè. Trời ơi, ăn yến tiệc kìa trời. Chưa tới 5 phút nữa. Nhìn đi quên nắng gì có. Đi quên à, quên chiêu. Cho chị một cái thịt xé chặn. Dạ rồi. Hai bạn nhỏ thì tính chiên. Làm mẫu mầm luôn không? Tiệm mày được nè, đang đói bụng. Làm mầm khỏe. Hồi đó mà nhanh ha. Đó, hồi đó ăn vậy đó. Ăn mầm 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 mầm. Thịt kho dưa cải đang lên. Ủa, thịt kho dưa cải nên chị có kêu đâu? Không, cái đó nằm trong combo đó chị. À vậy hả? Dạ. Nhiều dữ vậy trời. Bởi vậy nó hết tôi để luôn rồi. Bác tài vô quá mà bình thường em đó là sao mà em để gì ba ba trong vậy chắc là muốn mình lấy ghế sẽ có tặng vô đây nữa quá. Cho hai cái mũ cho hai đứa mẹ. Đây con đi quýnh nè. Đó xưa nè. Đi. Đó rồi. Đi mẹ. Thịt kho dưa cải.
còn một số nữa. Cái này em sẽ để ở dưới sợ các bạn bực vô. Rồi ok. Nữa hả? Ồ. Ồ hai thố thì sao chưa cãi lên hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi cái này ăn gì là tính rẻ dữ ta. 55 ngàn người cùng ơi ăn cơm phần vậy mà cơm phần mình được có món một à. Dạ chính xác. Ừ, còn mày tăng gì quá trời trời đấy. Rồi ok. Ok rồi em về nhà cơm đi nha. Ở nhà mình thấy gia đình ăn cơm bữa nay là mới món rồi lại cái quán này ăn nha. Đó trời ơi. Đúng cơm nhà luôn. Nhật này là ăn nhiều nhiều vô nha anh Nhật nha. À có xin ớt thêm cho anh Nhật đây nè, quên đi. À có rồi. Thôi xin ra đi, hết. Hôm nãy giờ thịt luộc mắm nêm ai ăn chưa? Luộc cà pháo ai ăn chưa? Ngon ngon, mắm nêm ngon á. Ok không? Mắm cà nó ngon, thiệt giờ luôn mà nó cay quá. Ngon thiệt giờ mắm cay quá à? Nó ngon quá, ngon có ba là ba, ba đi kìa. Ăn đi con, Mali ăn đi con, có bụng rồi con. Ngủ sao cầm, tự nhiên đi cầm tay. Ngủ kìa. Lâu quá không ăn cá này mà. Thấy không ạ? Lâu quá mình không ăn cá rồi. Bảo đi Ngọc á. Hồi nhỏ á là con cá nục này á chiên giòn lên nó mới nói là cá biển. Còn mua cá khác chiên nó không chịu, nó không phải cá biển. Rồi. Rồi ăn hết rồi. Con đỏ tướng. Hết dĩa mắm cay vậy đó mới ngon. Nhưng mà cay quá thôi cũng quá ngon. Ăn nước không con? Ăn nước không? Múc cơm lên nha con nha. Sau khi cơm no rượu say rồi thì gia đình mình sẽ tới thác Đa Tân La. Ủa vậy hả? Để cho vui chơi à, vui chơi giải trí và tất cả mọi thứ. Vé nè, vé khứ hồi nè. Người lớn trẻ em nè. À, rồi ok đi xuống đây. Đi Huynh với Chay nè. Tùng với lại Tùng đi với cháu Tùng. Đó, Tùng đi với Bali nè. Bali đã ta. Yeah. Bali sướng ta. Bye bye Bali nha. Ly ơi, mẹ mất tiêu rồi. Mẹ nè, Ly, Ly. Bye bye cưng yêu. Trời ơi, cưng yêu kìa. Bye. Ôi trời, trời có mặt cái mặt kìa. Con đi đi xuống trước kìa. Đó chính đi vậy đó. Rồi đi. Chay phải đi ngồi rảnh đây điện thoại quay giùm cái cũng được. Không, hai cái tay vịn hai kia rồi đi cũng được đâu ngoài. Chịu thua quá ngoài ơi. Wow. Oh, this is my favorite part. You going up? I'm going down. We eat with them random stuff. Dad, this is fun. Oh, you like it? Okay. Say it again. Look at the camera. Dad, this is fun. Oh, good. I'm glad you like it. Fast. So I just what is that Japan language? Wait, we're gonna go there, right? We're going up. I don't know why they're saying something. This is much better than the first one. Down there. Okay, let's go. I recorded. Okay.
Từ từ tiến vào. Hay quá, vô mà đi. Từ từ con, từ từ con, từ từ. Hay quá, quá đã không? Đi nữa không? Nữa không? Xe sao chạy nhanh quá. Trời 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 trời, có hai cha con nó làm gì kìa. Giờ mẹ Ngọc dẫn đi qua chơi chỗ khác nha. Qua chơi chỗ khác. Trời ơi, coi hai cha con nó có quay video nó kìa. Ôi trời trời trời, nó coi nằm kìa, coi nằm kiểu lạ lùng mỹ. Ôi ơi, sao đi lát dữ trời. Vui không? Vui không con yêu? Mom, I didn't even scream. Không sợ luôn hả? Rồi bây giờ đi chơi cái khác, we're gonna do a different one. Đây, đi cho mẹ Ngọc coi hình coi. Mở ra lẹ lên, Tùng mở ra lẹ lên. Đây, ra, cậu Tùng với lại Bali đẹp ghê không bà cô chú? Cô con đẹp hơn. Cô con đẹp hơn hả? Đây nè, hai cha con đó nè. Hai tấm hình, 90.000 tấm. À, thì vé người lớn là 250 vé, vé con nít là 150 vé. So this is just the poster here. Nó là good. Việt Nam rạc nó like. Bây giờ thì mình đang có mặt ở Chica Farm. Wow, từ cái chỗ mà anh gì đó khác data đó thì xuống đây nó 33 phút rồi. Chica Farm này có gì mà cả nhà mà giới thiệu Ngọc đi Chica Farm này nha. Yeah. Bây giờ chay với ba chay ngoại chính trượt máng. Không có chính, nó có xích beo rồi. Hả? Đây đi cho bác cái gì rồi? Đây đây. Rồi, chín lên đây. Mẹ lên ngồi luôn đi. Sợ gì đâu, sợ trời. Đi đi. Để con cầm đồ chứ. Không có gì đâu mà. Trời ơi, đi xuống tới dưới kia hà, đi đi. Đi đi. Bỏ vô túi mày đi, mày bỏ túi mày đi. Nghỉ mất luôn. Ồ, đi cái đoạn đường cũng ngắn lắm chứ không có dài, tưởng đi dài lắm. Thôi, trời ơi, đi đoạn đường đi ra thà đi bộ xuống đây đi, đi đi ngắm mấy cái này còn khỏe hơn á. Tự nhiên giờ ăn chay phải đi bộ từ dưới lên đây. Ôi, trời đất ơi. Chị đi lên đây con. Chào ơi, cả nhà mình coi bơ rồi cả nhà. Trời đất ơi. Chính đã à? Chơi chơi con à. Ừ, chơi đi con. Em mày Ngọc chụp hình cho. Đây nè. Ờ, đây thì người ta dẫn, người ta để mấy trời ơi, cô leo lên kìa. Thấy thương không? Trời ơi, cái trái bơ trên đầu mình luôn. Mẹ gì chứ. Đã đời. Ồ. Rồi, thương không? Hả, à, nãy con muốn đi đó. Hả, bự hủ á. Cái đó hôm qua mình gặp mấy con này bên kia hay sao á. Mấy chấm đụng. Đụng đi. Có cá nó không vậy á? Không. Đụng đi. Nó hỏi là, ủa tới thăm người đồ ăn đồ uống đâu. Trời ơi, cái view đẹp dễ sợ không? Look at the view. Đây đây. Đây đây. Đây đây, nó hỏi tới thăm rồi đồ ăn đủ không có đem theo tới tới không thấy gì hết trơn à. Rồi nó buồn luôn, thấy chưa? Mẹ nó đang làm cái gì vậy? Đẹp quá. Daddy look at the view. How pretty that look. View đẹp như khủng hùng hồn ghê chưa cả nhà. Mẹ con này không có thấy con mắt luôn. Thấy không mấy mắt luôn hả? Kéo cắt đi. Kéo cắt tóc ra. Bắt áo kìa. Daddy be careful. Mày sao mày con người mày sao mày áp bức người ta dữ Tùng. Mày
chín. Đó trời ơi, thấy gì đó chọc con ta nữa. Chín đi mà chín sợ. Tưởng nó bay luôn rồi. Không mệt quá chứ này. Ai đừng mà chạy xuống dưới. Không, chạy xuống nó càng nhanh nhanh ghê lắm. Đúng khó chịu luôn nè. Thấy trời đụng chứ mày không cho. Mẹ, đứng ngay chỗ này chụp cái view là con nó là đỉnh luôn nè. Cứ giống luôn. Dạ, chính là đứng mẹ, chụp hình vậy thôi. Mẹ con mày cứ bây giờ mình đi vô trại cún nha cả nhà ơi. Bữa Ngọc đi rồi, mà bây giờ mình đi lại tiếp. Trời, vô nhìn cái là cái lấy điều rang không? 250 hộp. Bà cô chú có hai anh em tụi nó nè. Con chó đứng kế bên, nó đứng cặp đồng cho. Nó nói chú ơi cho con cho đang chơi chó ăn thì chú không cho. Rồi đứng kế bên kìa. Chạy ơi, chạy chạy, ở ngoài kia có mấy con thú nữa ngoài kia kìa. Mẹ con chó nữa. Nhìn mẹ đó, nhìn mẹ đó, nhìn mẹ đó. Rồi bây giờ đi tham quan vườn cà nè ông bà cô chú ơi. Muốn hái cà thì bắt đầu mình hái, trời ơi cà coi kìa. Thấy đẹp ghê không? Vô nữa là có vườn cà cherry, đủ thứ loại cà hết trơn. Muốn hái tại vườn hái. Ngọt nha, hay vàng cũng ngon. Nào ngon hả? Ăn thử luôn nào. Kim có, kim tiêm dưới kho có một cái. Thằng nào đem ra đây nó để thôi. Nhưng mà nó cũng có hành hành mùi cà sống. Đây là vườn rau thủy canh. Wow, trời ơi, nhìn có cọng rau nào rau nấy nè cả nhà. Cà này để làm salad, rau này làm salad nè mẹ. Nguyên một cái vườn rau đằng kia nữa kìa, coi kìa. Trồng công nghệ nè. Đây là vườn sen đá nè ngoại nè. Ký 150 chính. Yeah. Ôi, cô làm sen đá kìa chính. Đẹp không? Chụp hình kìa. Đúng rồi, đợi đó chụp hình đẹp lắm á. Trời ơi, giống như là đảo sen đá vậy đó. Chính ngồi ngay cục đá bự bự này, chính con chụp cho chính với sen đá. Hôm nay Ngọc cho chính trải nghiệm hái dâu luôn. Nào giờ chính cũng chưa có trải nghiệm hái dâu cả nhà. Không hái trái dọc đường đi nè cả nhà. Ở chỗ cũ á nha. Dâu nè. Ở bên Mỹ trồng dưới đất không à. Rồi bây giờ chính thấy trái nào chính hái đi. Thế anh bước vô đây. À, cầm cái giỏ. Rồi tự động hái dâu đi, lần đầu là trải nghiệm hái dâu đi. Đây nè, con thấy mấy trái chín rồi năm nay nè. Không được, người ta không cho ăn nha chính nha. Cái này ngon không? Thử rồi trái nào. Thôi cái trái đó chua quá. Này thấy được không? Thấy đi. Di chuyển vào bên trong này nha. Có nhu cầu hái thì mình cầm rổ theo. Di chuyển vào bên trong luống ạ. 500 ngàn một ký. Hái bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Và lưu ý là không có. Đã. Thấy vậy. Rồi chính trải nghiệm luôn mà. Dạ, chứ mà mình gia đình mình đi vào trong đây ạ. Còn trái này. Còn trái này mình di chuyển vào bên trong này ạ. Tham quan vườn dâu và hái trái ở bên trong. Đây này nè. Thấy được không? Cái này nó giống đi lên. Khâm khâm xuống cái này phải khâm khâm. Nhìn lên đây Đà Lạt mà không ăn dâu cũng hơi bị bậy vậy. Thì hai trái kia có được không? Đã không? Đây nữa nè. Đây nữa nè, đây nè. À, con cho chín hái chứ còn không hái một cái nào luôn. Nhường chín đó. Rồi kìa cái trái đó, đây trái đó. Đó. Ừ, trái đó cũng được á. Bước nó giòn giòn ngon ha. Ừ. Cái này được nè. Được nè. Có được không? Thấy rồi. Này được nè. Thôi cái này còn sống á. Ủa? Bãi. Ở cái hai đứa nào bãi. Ủa? Chính đi qua luống kia này đi. Luống này thấy không có gì hết trơn, nhìn sẽ thấy nó buồn hiu à. Trồng cái đó không? Đã. Thế đã. Thấy chính. Đúng trái này coi. Ngon lành ha. Nè. Dâu kiểu ra không ra không kịp để hái luôn á. Này được không?
nè, này được nè. Cái này được nè. Trời ơi, nhìn lên trên này đẹp không? Mẹ Sáu đi qua Mỹ còn cũng vẫn đi hái dâu. Có, mẹ Sáu qua Mỹ còn vẫn được, mẹ Sáu đi hái rồi. Hái mà mình đứng ngồi ăn đã đời luôn. Này chính nè. Hái cái trái gì ta? Nè 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 nè. Coi trái bự quá. Này nữa nè. Bạn nó vẫn đứng băng canh còn mình có ăn không á? Phải không? Trời đất ơi, nãy giờ không nói. Trời đất ơi, làm nhảy giờ đi mệt. Nào, cái nào? Thẳng lên nè. Ừ. Giờ nó mới chỉ xuống đây nhiều trái hơn. Được đời không? Đẹp quá ha. Ừ. Đẹp không? Đẹp thấy chín hái luôn đã không? Nãy giờ con quên quay kiểu nè. Cái này dập rồi chết đây. Nè, nè, được không? Đây, nè, cái này nè. À, cái này ngon nè, không? Để camera đây dễ thấy trái dâu nằm chín luôn á. Được không? Cái này nó bự mà được không? Thôi thôi, trời ơi nó chua. Vì chín đâu, đây nè. Đó, được á, được, được, cái đó được. Được chưa? Đi xuống thì được. Được. Nè, đây đi. Mẹ nãy giờ chắc cũng được cái rổ rồi đó. Mẹ chín. Ừ. Bị dập rồi. Rồi ok đó. Ok đó. Trời ơi, trời ơi, cái này có lý rồi đó. Trồng dưới đất, dưới đất. Ừ. Mỹ mà cái chỗ mình thì cái trái bự 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 khủng khiếp mà mày ha. Là cái giống của nước khác nó nhập á. Rồi giờ tới đây để cân để trả tiền. 500.000 ký. Hái bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Dạ mẹ nhìn cho con ạ. Trừ 265 là đã trừ đi số cân của rổ rồi nha. Ok. Của mình hết 555.000 ạ. Ok. Mình có thể đi ra ngoài hay chung cư để lắm. Được. Đó. Giờ được ăn. Giờ được ăn rồi đó. Ăn đi. Dứt đi. Giờ bỏ vô. Rồi gấp giấy lớp hộp, gấp giấy lớp hộp bỏ vô. Câu nha. Rồi mới hái luôn đã. Chua chua nhưng mà nó có cái mọng nước. Bây giờ Ngọc đang đứng rồi, Ngọc đang không phải đứng mà ngồi ở quán nậm nướng à, để ăn tối cho ngày hôm nay cả nhà. Ngọc kêu ra cái này là cơm chiên cá mặn nè. Bà ngoại đang nội đang nói chuyện ai á? Nội, nội đang nói chuyện ai nội? Ừ, cho con coi hình đi. À, ớ chà 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 chà. Để đây con múc ra. Ôi ôi nóng ghê không? Cơm chiên thấy ngon á. Đưa cho mẹ con, chỉ mẹ con luôn. À, cơm chiên cá mặn. Xong. À, đang nướng nè cả nhà, quá trời hấp dẫn luôn. Đây là cái phần combo nè. Đó. Đây là mực sữa chiên nước mắm nè. Còn cái này là chân gà rút xương, sốt cốc thái. À, Tùng phải đó, nó Tùng kêu á, món đó Tùng kêu. Gấp cho anh Nhật ăn nữa nha Tùng, anh ngồi xa nha Tùng. Cái này là mì xào hải sản cả nhà. Ngon không? Yeah, really good. Ngon anh Nhật ơi, ngon không Tùng? Thu
của quỹ xin chính thức báo cáo với cả nhà mình là cái tiền quỹ là hết rồi nha. Mai về tiền đóng nhóm nữa, là đi thăm rồi, thăm rồi, thủ quỹ bây giờ bị thăm quá, thăm thủng nhiều quá rồi, chóng mặt rồi, về phải về đi làm lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà thích những cái chuyến đi du lịch Đà Lạt của gia đình mình ha. Chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ, và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.